cả những người yêu thương và kính trọng ông thầy Thích Minh Tuệ ở thời điểm này đều là Việt Tân, đều là phản động. Vâng, quý vị nghe thấy quen không ạ? Một văn rất là quen ở trên mạng xã hội này đúng không? Khi chúng tôi là những người đưa lên những cái sai trái của ông Quang dựa trên pháp luật, dựa trên những lời kết luận của cơ quan chức năng, thì chúng tôi bị quy cho một cái tội gọi là tội phản quốc, tội nặng nhất từ trước đến nay nhà nước chúng ta không hề dung tha đối với những kẻ có cái ý tưởng hoặc những hành động phản quốc. Thực sự là sau khi tôi nghe, tôi xem những video kiểu như này thì tôi đặt một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn cho cơ quan chức năng Việt Nam rằng tại sao tôi là một người dân Việt Nam, tôi đang sống tại đất nước Việt Nam, làm việc tại Việt Nam, cống hiến cho Việt Nam, đóng thuế cho Việt Nam. Vậy tại sao tôi bị một người khác quy cho một cái tội phản quốc một cách dễ dàng như vậy? Tôi không hiểu tại sao khi tôi đưa lên những cái thông tin đã dựa trên những cái kết luận của cơ quan chức năng, tôi đã đưa lên những cái thông tin sai trái đấy và tôi bị nhận lại một cái kết quả rằng tôi là người phản động. Những người mà quy cho tôi và những người yêu thương kính trọng ông thầy Thích Minh Tuệ là phản động ơi, cho tôi hỏi một câu, các bạn lấy cái quyền gì, lấy quyền hạn gì để mà lên trên mạng để quy kết một người khác là tội phản quốc? Các bạn bị ảo tưởng sức mạnh đúng không? Ở bên ngoài đời các bạn không có giá trị nên các bạn lên đây để các bạn tạo lên cái giá trị ảo đúng không? Các bạn tự cho mình là nhà nước, tự cho mình là cơ quan chức năng để các bạn đi quy tội người khác là phản động đúng không? Vậy thì các bạn đang ngồi xổm trên pháp luật rồi đấy. Tại sao tôi lại dám nói tất cả những người nói tôi và những người yêu thương kính trọng ông thầy Thích Minh Tuệ đang ngồi xổm trên pháp luật? Bởi vì các bạn đang khinh thường cơ quan chức năng Việt Nam, các bạn đang khinh thường cách làm việc của cơ quan chức năng Việt Nam. Vì sao? Vì nếu như mà nói chúng tôi là phản động, chúng tôi là phản quốc, tại sao? Tại sao chúng tôi lại đang nhởn nhơ ngày nào chúng tôi cũng lên like, chúng tôi cũng lên video ở kênh, trong khi đó tôi là người sống ở Việt Nam? Tại sao lại để cho một người phản quốc lại có thể hoạt động một cách tự do như vậy ở đất nước Việt Nam? Chưa bao giờ tôi thấy mạng xã hội lại loạn như bây giờ. Bởi vì trước đây khi cơ quan chức năng nhận diện ra một tên phản động, bắt được một tên phản động phải dùng rất nhiều nghiệp vụ, tốn rất nhiều thời gian và chi phí thì mới bắt được một tên phản động. Ấy vậy mà trên không gian mạng bây giờ chỉ cần chúng tôi đối lập với một nhóm nào đấy, chúng tôi sẵn sàng bị quy cho một cái tội gọi là tội phản động, tội phản quốc ngay lập tức. Tất cả những người đang quy cho tôi, những người yêu thương kính trọng thầy Thích Minh Tuệ và thầy Thích Minh Tuệ là phản động ơi, các bạn cho tôi hỏi một câu nữa được không? Nếu như ông thầy Thích Minh Tuệ là phản động thì tại sao đất nước, cơ quan chức năng của Việt Nam lại đưa ông thầy Thích Minh Tuệ lên thời sự VTV1 hỏi về hành trình tu tập tiếp theo của ông thầy Thích Minh Tuệ là gì? Và dạo gần đây đang có những cái cuốn sách được nhà nước cấp phép để xuất bản, để đưa ra ngoài thị trường. Vậy thì đấy là những cái gì ạ? Tôi sẽ đưa lên đây video của thầy Thích Minh Tuệ khi được VTV1 mời lên để phỏng vấn, để hỏi về hành trình tu tập tiếp theo của ông là gì. Và các bạn hãy lắng nghe nhé. Dù mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục tu hành, nhưng trong trường hợp nếu người dân vẫn tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông Thích Minh Tuệ sẽ lựa chọn địa điểm để an trú. Mình nhớ như ở một cái trú xứ nào đấy, một cái núi nào đấy, cái hang đá nào đấy hay cái gì rồi mình xuống gần làng đó mình khất thực cho người mình tu hành cho mình thôi. Có cái trú xứ an ổn thì điều kiện đó thì mình cũng cần như thế để mình học tập. Người tu họ cũng có cái thời gian an ổn, khi nào cần thiết thì mới bộ hành, còn khi nào không cần thiết. Nhưng mà bộ hành thì được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo như thế này bộ hành đâu nói gì đâu. Theo dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đấy, khi nào thuận lợi vài năm sau mới đi một lần, chứ không phải lúc nào cũng bộ hành. Ông Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ thêm, chỉ khi không còn tình trạng người dân tụ tập đông người đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành, còn không thì ông sẽ không bộ hành đường dài nữa mà chỉ an trú ở một khu vực nào đấy và sẽ khắc thực ở khu vực gần. Các bạn đã xem video chưa ạ? Tại sao một người phản động lại được nhà nước đưa lên VTV1 hỏi về hành trình tu tập tiếp theo của ông là gì bằng một cái thái độ cực kỳ là tôn kính đối với một người đi tu? Tạm gác lại tất cả những thông tin của thầy Thích Minh Tuệ, chúng ta chuyển sang thầy Thích Chân Quang. Vậy cho tôi hỏi những người yêu thương và kính trọng ông Thích Chân Quang, các bạn có quyền yêu thương và kính trọng, nhưng tại sao khi có những kết luận từ cơ quan chức năng, từ cơ quan quốc gia đã nói ông này là một trong những người có những dấu hiệu vi phạm pháp luật, lấn chiếm rừng phòng hộ, không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 và sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp, đấy là những dấu hiệu vi phạm pháp luật, tại sao các bạn vẫn cố chấp đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam? Thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì Thiền tôn Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Chân Quang không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Tập trung chỉ đạo đó là kiểm tra công tác đào tạo cấp bằng tiến sĩ, phong chức danh khoa học, giáo sư, phó giáo sư để làm sao đảm bảo chất lượng thực chất để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hiện nay. Vừa qua thì xảy ra một cái hiện tượng trên mạng xã hội, đó là cái trường hợp của nhà sư của họ trụ trì chùa Phật Quang của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông này đã sử dụng bằng cấp 3 là không hợp pháp, nhưng không biết bằng cách nào thì ông ấy đã đăng ký học và được cấp 2 cái bằng đại học cùng với một cái bằng tiến sĩ, và cả hai bằng đại học này là bằng đại học từ xa và hệ vừa học vừa làm. Sự việc sử dụng bằng cấp 3 giả chỉ bị phanh phui trên các trang mạng xã hội chứ không phải là do chính cơ quan thanh tra kiểm tra của ngành giáo dục xác minh. Và điều này cho thấy việc quản lý đào tạo các bằng đại học tiến sĩ của một số cơ sở giáo dục đại học của chúng ta có vấn đề. Và chính điều này đã làm cho nhiều cử tri băn khoăn lo lắng về uy tín của ngành, uy tín và chất lượng đào tạo các bằng của ngành giáo dục của chúng ta hiện nay. Và cử tri lo lắng rằng là ngoài cái trường hợp của cái ông này, ông tiến sĩ giỏi này đó, thì
còn bao nhiêu trường hợp nữa, và những cái ông đó thì đang ở đâu và đang có trong cái tổ chức của bộ máy chính trị của chúng ta hay không, và những cái trường hợp này nó có ảnh hưởng tiêu cực đến cái xã hội của chúng ta hiện nay hay không, thì cái vấn đề này thì cần xuống từ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo kiểm tra. Một trong những luận điệu cực kỳ nguy hiểm của đám chống phá như bác Nguyễn Phú Trọng đã nói là chúng nó sẽ làm cho người dân không còn tin vào Đảng và Chính phủ nữa. Cũng giống như việc khi Đảng và Nhà nước đưa lên những thông tin về ông Vương Tấn Việt đã có những sai lầm, đã có những sai phạm trong pháp luật như vậy mà chúng vẫn cố tình không nghe. Vậy thì ai là phản động ở đây? Các bạn hãy tỉnh táo lên nhé. Lời khuyên cuối cùng cho tất cả những người sử dụng mạng xã hội và quan tâm đến vấn đề này, hãy là một người dân sử dụng mạng xã hội thông minh, chỉ nên tin vào Đảng và Nhà nước, tránh bị dắt mũi. Thích Chân Quang, Lê Thị Miền cùng đồng bọn hãy thôi diễn kịch đi, hãy hạ màn kịch xuống đi. Màn kịch này mọi người diễn rất hay, rất chuẩn, rất đạt. Thế nhưng một tay mọi người chưa đủ trình độ để che tất cả một bầu trời. Và một lời khuyên cho Lê Thị Miền, nếu như là công dân Việt Nam nhá, cho dù đang sống ở nước ngoài, hãy thượng tôn pháp luật Việt Nam, đừng ngồi xổm trên pháp luật Việt Nam. Ông Thích Chân Quang là thầy của bạn, một người có tất cả, cho đến thời điểm hiện tại đang chuẩn bị mất tất cả rồi thì bạn nghĩ bạn là ai? Ngày hôm nay tôi sẽ lên duy nhất một video để nói về cái tất cả những video của con Lê Thị Miền khi nó nói về thầy Thích Minh Tuệ. Nó lên để nó nói xấu, bôi nhọ, làm nhục người khác với mục đích là để bảo vệ ông Thích Chân Quang. Vậy thì Lê Thị Miền là ai? Lê Thị Miền là một trong những chúng thanh niên chính hiệu. Trước đây khi chưa có những cáo buộc từ cơ quan chức năng, xin lỗi, chưa có những thông tin từ cơ quan chức năng nói về ông Thích Chân Quang, thì Lê Thị Miền này lên những video để tán thán, để khen ngợi thầy Thích Chân Quang. Thậm chí cô này còn lên để chất vấn cơ quan chức năng Việt Nam là tại sao phải giải trình cho cô ta hiểu tại sao. Và ông Thích Chân Quang không phải là người như vậy. Cô ta đang ngồi xổm trên pháp luật Việt Nam. Và trước khi vào chủ đề chính, em sẽ nói duy nhất một lời đối với tất cả những người vào trong kênh của Lê Thị Miền và nghe Lê Thị Miền nói này. Một người như ông Thích Chân Quang có 44 năm trời thuyết pháp tại Việt Nam, từ một người không có bằng cấp 3 hợp pháp mà bây giờ ông ta có thể leo lên đến vị trí tiến sĩ, ông ta có đồng hồ Rolex để đeo, ông ta có xe Audi để đi, thì mọi người phải hiểu là ông này là một người như thế nào rồi, đúng không? Đại bịp. Ok, bắt đầu vào chủ đề chính này. Thì ở đây em sẽ phân tích mọi người nghe xem có hợp lý không nhá. Ở đây thì tất cả những video của Lê Thị Miền khi nói về thầy Thích Minh Tuệ thì chỉ có một lá bài duy nhất, đó chính là nó sẽ vin cho thầy Thích Minh Tuệ là người của đạo nhân quả. Thế nhưng em sẽ lên cho mọi người video. Trước đây thầy Thích Minh Tuệ có nói là thầy có thời gian tu tập tại chùa, tại tu viện. Thế nhưng thầy đã cảm thấy mình không phù hợp với pháp tu ở trong đó và tự ra đi, đi trên con đường của mình, đi trên đôi chân của mình, làm theo lời của Phật dạy. Em sẽ đưa cho mọi người video ở đây nhá. Quá trình và cơ duyên xuất gia của thầy Thích Minh Tuệ. Sau khi tìm hiểu lối tu của hạnh Đầu Đà, thầy Thích Minh Tuệ rất vui mừng và thầm nguyện mình sẽ được đi xuất gia tu hành. Ông cũng là cơ duyên của thầy với Phật pháp. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, thầy Thích Minh Tuệ thường xuyên dành thời gian đến chùa lễ Phật và tìm hiểu về cuộc sống thiền môn. Việc gì đến nó ắt phải đến. Trong một lần thầy Thích Minh Tuệ đi làm công việc khảo sát đo đạc, bất ngờ trời nổi mưa rông sấm sét và thầy đã bị sét đánh trúng. Thầy đã thiết đi trong vô thức, phi thần thức của thầy lìa khỏi thể xác trong vài phút, thầy Thích Minh Tuệ đã thấy rõ sự vô thường của mỗi con người chúng ta. Sau khi tỉnh dậy, thầy Thích Minh Tuệ đã hoàn toàn thay đổi, thầy không còn cảm thấy thích thú với tiền tài danh vọng hay những tiện nghi của xã hội hiện đại. Thầy chỉ muốn nhanh chóng được xuất gia tu hành ngay lập tức để tìm cầu chân lý giác ngộ giải thoát, không còn phải sống trong kiếp luân hồi sinh, lão, bệnh, tử nữa. Và chỉ có cách này mới có thể báo hiếu công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ được hoàn hảo nhất. Thầy Thích Minh Tuệ bắt đầu tập ăn chay ngày một bữa và giữ năm giới trong 6 tháng liền trước khi xuất gia. Thầy chuẩn bị trước tâm lý và tinh thần để về quê xin phép cha mẹ cho đi xuất gia. Đúng lúc đó cha mẹ ở quê cho gọi thầy về để làm thủ tục tách sổ chia đất cho 4 anh em thầy. Thầy Thích Minh Tuệ cảm thấy cơ duyên xuất gia đã đến nên thầy tức tốc trở về quê nhà họp mặt gia đình. Sau đó thầy từ chối nhận tài sản và chỉ xin cha mẹ ký đơn cho phép thầy được đi xuất gia. Vì quá bất ngờ và đường đột nên cha mẹ của thầy không đồng ý. Sau đó thầy đã dùng tuệ căn để giảng giải và thuyết phục cha mẹ. Sau một hồi năn nỉ thì vợ chồng cụ Lê Xuân cũng đồng ý ký vào đơn cho thầy đi xuất gia. Cha mẹ của thầy Thích Minh Tuệ nói, xuất gia tu hành là một điều cực kỳ gian khó, nếu con đã quyết tâm vững chí thì cha mẹ chấp nhận. Cha mẹ chỉ mong con tu hành tinh tấn, cho dù là gian nan khổ nhọc con cũng không được phá giới bỏ cuộc giữa chừng. Cha mẹ chúc con sớm hoàn thành sứ mệnh và sớm đắc đạo quả Bồ đề trên con đường giải thoát giác ngộ. Được cha mẹ và người thân trong gia đình ủng hộ nên thầy Thích Minh Tuệ vô cùng hoan hỉ. Thầy để lại một cái điện thoại, một chiếc tủ lạnh, một cây đàn guitar và 8 mét vải vàng cho cha mẹ làm kỷ niệm. Sau đó thầy Thích Minh Tuệ quỳ lại bái biệt cha mẹ cùng người thân để lên đường đi xuất gia. Thời gian lúc đó là cuối năm 2015. Lúc đầu thầy tìm tới một tu viện ở thành phố Hồ Chí Minh, xin bái sư xuất gia tu học theo giáo phái Khất Sĩ và được thầy bổn sư thu nhận rồi ban cho thầy pháp danh là Thích Minh Tuệ. Thầy rất tinh tấn tu hành siêng năng chăm chỉ trong tu viện được hơn 7 tháng, thầy tự cảm thấy đường lối tu tập trong tu viện không phù hợp với căn cơ của mình, nên thầy Thích Minh Tuệ đã xin phép thầy bổn sư được rời khỏi tu viện để đi tìm đường lối tu mới. Sau đó thầy Thích Minh Tuệ tìm về một ngôi chùa ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xin tu học. Tại đây, vào buổi sáng hàng ngày thầy đi thiền hành khất thực cơm chay và chỉ phụ dụng một bữa vào buổi trưa trong ngày. Thầy tu tập ở Nha Trang được khoảng 1 năm thì thầy Thích Minh Tuệ bắt đầu thực hành tu 13 hạnh Đầu Đà. Lúc đầu thầy tập đi bộ hành chân trần từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh rồi ngược lại. Và em sẽ đưa lên video để cho mọi người biết là thầy Thích Minh Tuệ cũng đã nói thầy Thích Minh Tuệ không hề có một mối quan hệ gì đối với cái đạo nhân quả này. Thế nhưng Thích Chân Quang, Lê Thị Miền cùng đồng bọn luôn luôn tìm một lý do, luôn luôn gây dựng lên những video, cắt ghép những video, thậm chí dựng lên những video phỏng vấn một người dân ở Nha Trang nói về các sư thầy tu tập thế này, sư thầy tu tập thế kia. Thế nhưng mà lại không hề có hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ trong đấy. Bản thân em ấy thì em chỉ tin duy nhất một mình thầy Thích Minh Tuệ. Và ngoài thầy Thích Minh Tuệ ra, em không tin bất cứ một ai, cho dù những người đi theo thầy Thích Minh Tuệ là ai. Cái này em nói rõ quan điểm nhé. Lê Thị Miền đưa lên những cái cuộc họp của đạo nhân quả và nói là thuyết này thuyết kia, thế nhưng không hề có thầy Thích Minh Tuệ ngồi trong đó, nên em sẽ không tin, em sẽ bác bỏ tất cả những thông tin này. Bởi vì
chúng nó có thể cắt ghép, chúng nó có thể gây dựng, chúng nó có thể lên, chúng nó thêu dệt lên một câu chuyện theo ý của chúng nó, nhưng không hề có thầy Thích Minh Tuệ ngồi đó, đúng không ạ? Thì mọi người có thể tin, nhưng đối với bản thân em thì em sẽ không tin. Đạo nhân quả thì đạo Phật thì cũng gọi là cái nhân quả, mà một nhóm kia thì con không có liên quan gì đến đạo nhân quả hết, con chỉ có thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 cái hạnh đầu đà, đời sống 3 y bát, lấy chánh pháp tu thì định với các nguyện thành vô thượng đến đẳng giác thôi. Còn cái đạo nhân quả thì không biết họ có tu theo đạo Phật hay nhân quả gì thì con không có liên quan gì với họ cả. Nói chung là nếu mà họ mà thực hành theo giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói chung là cùng tu hành, nhưng mà như con ấy cái bên đó thì con chưa trao đổi gì với họ như thế nào cả. Yeah. Ngày xưa thì có gặp ở Hà Tĩnh, nhưng mà rồi họ đi phát tờ rơi cái gì đó thì con cũng không đồng ý, để kêu nói họ đi kiểu khác. Vâng, còn cái đạo nhân quả mà con cũng không có nói cái gì với họ cả, nhưng mà con mong rằng họ là đạo đức hướng cho mọi người giải thoát hay là cái gì thì tốt đẹp thì họ cứ thực hành nhé. Cái đấy cũng không có liên quan gì tới con cả. Con là cái mục tiêu của con là 13 hạnh đầu đà về thất nguyện hạnh vô thượng đến đẳng giác. Đạo nhân quả đó hiện tại là đang ở đây và cũng đang muốn là tạo thành một nhóm, tạo thành một nhóm với anh. Thì các anh xem giúp bọn em nhé. Đạo nhân quả xuất phát từ đâu và ai đứng đầu thì em sẽ không đi sâu, bởi vì thầy Thích Minh Tuệ đã nói là thầy không có liên quan gì đến cái đạo này cả. Nhưng mà theo em được biết thì đạo nhân quả hình như là không nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng có một số cái thông tin từ cơ quan chức năng đã điều tra về cái đạo này. Đấy, đây là một trong những cái mà chúng nó vin vào để chúng nó nói xấu vu khống ông Thích Minh Tuệ là người của đạo nhân quả. Thế nhưng chúng nó lại không hề biết là thầy Thích Minh Tuệ có một video nói, thầy đã nói thầy không có liên quan gì đến đạo đấy cả. Và tất cả những video mà chúng nó cắt ghép khi mà đạo nhân quả này ngồi lên họp dựng lên cái này, dựng lên cái kia, rồi dựng lên những video mà người dân nói về các thầy tu tập này kia ấy, thì đều không có thầy Thích Minh Tuệ trong đó. Nếu như không có thầy Thích Minh Tuệ trong đó thì nó hoàn toàn có thể tự nói theo ý của chúng nó. Em không tin. Lời cuối cùng cho Thích Chân Quang, Lê Thị Miển cùng đồng bọn là đừng lôi Phật Pháp Tăng ra đùa, và vải thưa thì không bao giờ che được mắt thánh. Đệ tử cứng của ông Thích Chân Quang, Lê Thị Miển hiện đang ở tại Malaysia. Đây là một trong những đối tượng chuyên lên trên mạng cắt ghép video với mục đích nói xấu vu khống người khác để bảo vệ ông Thích Chân Quang. Trước đây, để bảo vệ ông Thích Chân Quang, khi có một thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc, đã bị Lê Thị Miển lên để công kích, để mà giễu cợt, để mà chất vấn về cái vấn đề ông ta đưa lên cái thông tin ông Thích Chân Quang không hề có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc năm 1989. Thì Lê Thị Miển đã có những hành động lên những video để mà bảo vệ ông Thích Chân Quang và giễu cợt ông Lê Hoài Nam. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hãy trả lời cho cộng đồng Phật tử được biết. Ông lấy cái thông tin thầy Thích Chân Quang không có tên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở đâu? Ông lấy cái thông tin này từ đâu? Ông có căn cứ nào để mà ông nói như vậy, để mà ông xác định như vậy? Ông có vô tại cái trường trung học phổ thông nơi mà thầy Thích Chân Quang đã từng học năm 1989 để ông bạch ra ông tìm ông kiếm hay không? Và gần đây đang có một video clip khi mà cô ta lên, cô ta chất vấn về Thủ tướng Phạm Minh Chính. Em sẽ đưa cho mọi người video dưới đây. Và em có một câu hỏi rất lớn đối với Lê Thị Miển, đó chính là tại sao đệ tử của ông Thích Chân Quang hiện đang ở tại nước ngoài, tại sao cô ta lại có thể có những video nói về ông Thích Minh Tuệ đang sống ở Việt Nam một cách cặn kẽ như vậy? Liệu đằng sau Lê Thị Miển có phải là một thế lực nào đấy? Là có phải là một ekip nào đấy chuyên gây dựng để nói xấu, để vu khống người khác không? Vậy thì tôi rất mong cơ quan chức năng của Việt Nam hãy làm rõ vấn đề này để cho chúng tôi, những người dân Việt Nam được rõ hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính còn tặng cho cái ông thứ trưởng này một pho tượng Phật. Nhưng mà xin góp ý đến Thủ tướng, mai mốt Thủ tướng có tặng tượng Phật cho ai ấy, Thủ tướng nhớ tặng kèm cuốn Chú Đại Bi. Tại vì Thủ tướng chỉ tặng bức tượng thôi thì nó giống như là chỉ tặng cái vỏ. Mình phải tặng cái nội dung, phải tặng kinh sách, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Chú Đại Bi, mình tặng kèm vào cho người ta nghiên cứu để người ta học.